bạn. Đây, cá mó này. Đây là con cá mó này. Ở Cửa Tùng ấy. Ăn tươi đúng không? Cá này người ta lặn ở san hô này, rất là tươi. Đây họ đang nhớt này. Lặn san hô á. Đúng rồi. Cá này màu đỏ thường nó nằm ở trong san hô. Bém ơi. Xa ra để nhìn cho nó rõ con. Ơi bém. À. Ồ, to nhỉ. Ờ, chỗ Hải Bình mình là không có cái loại cá to như này đâu, hiếm lắm này. Chỉ cá nhỏ thôi. Đây cũng là loại cá mó này, nhưng mà nó nhỏ hơn này. Đấy. Đấy, cá mó, màu sắc rất là đẹp. Ừ. Màu màu xinh ha. Màu xanh. Đúng rồi, cá mó. Nên những cái màu cá như này thường là nó nằm ở trong những cái dạng đá này. Có san hô thì nó sẽ có cái màu sắc nó sẽ đỏ. Đỏ vàng xanh. Đấy. Cá này dùng để hấp này. Hoặc là chiên giòn lên. Wow, nước mắm tỏi chấm, quấn rau sống, tuyệt vời. Ôi, đầu năm mình đi về quê chồng đi du lịch xuống cửa Tùng này. Đấy. Thế con cá này hốt xác luôn. Dạ. Tí nữa về làm nồi hấp thôi. Ngon quá. Chưa cháy rãi. Con này, con này. Con này. Đây. Cũng là một cá mó. Tươi. Đang còn nhớt. Đây cũng là cá mó này. Cá mó hay cá thia thia hay đá. Là gọi cá thia đá đây. Có nơi có. Nhưng mà đó. Ở ngoài Bắc thì cá nó nhỏ, rất là nhỏ. Nếu mà khi nào con nó to thì cũng chừng to được khoảng 1 kg, nhưng mà mình nó dẹp hơn. Còn ở trong này mình cá rất là dày. Cá này ít béo. Cá này tùy vào, ví dụ mùa đông thì thường là vào mùa đông bắt đầu nó sẽ béo. Mùa hè lên thì nó sẽ ra không béo bằng. Ký này ký 2 là 7 ngàn nhá. Thôi, trong cá này đi. Rồi, trong cá khác.